các nàng bông hậu thế giới mê trà sữa đến thế nào. Trong những cuộc thi nhan sắc gần đây, Phan Việt có dịp mãn nhãn trước màn đổ bộ của loạt hoa hậu quốc tế ngồi tại vị trí ban giám khảo. Tại đây, dàn mỹ nhân ngoại quốc đốn tìm người hâm mộ bởi diện mạo xinh đẹp, thân thái cuốn hút và tính cách hòa đồng. Khi ngồi ghế nóng, netizen cũng phát hiện nhiều khoảnh khắc dàn hậu mê mẩn món trà sữa vô cùng đáng yêu. Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022 vừa diễn ra mới đây, đương kim Miss World Carolina Bielaka thuộc thành phần ban giám khảo. Ngoài ghi điểm bởi vẻ đẹp búp bê sống, người đẹp sinh năm 2000 này còn khiến fan thích thú bởi khoảnh khắc thưởng thức món trà sữa được ekip chuẩn bị. Ngồi bên cạnh, đương kim Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng không thể chối từ sự hấp dẫn của thức uống này. Ngay sau khi đăng tải, những video clip ghi lại khung cảnh này đã nhận được lượng tương tác khủng từ netizen. Trước đó, tại chung kết Miss Universe Việt Nam 2022 diễn ra hồi tháng 6, dàn giám khảo quốc tế gồm Miss Universe 2005 Natalie Lebova, Miss Universe 2018 Katiana Gray và Miss Universe 2021 Haza Asanu cũng không bỏ qua đặc sản này. Thậm chí, mỹ nhân Philippines còn tự nhận trà sữa là cả cuộc sống khi đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân.